Xin chào quý vị, bây giờ là tiếp tục là cái phần lau nhà cái gì. Bắt đầu dẹp dọn được mấy tiếng hộ cũng tương đối là gọn gàng rồi, giờ bắt đầu lau. Phiên dồn dọn gốc rồi nè quý vị. Dồn gốc rồi bên đây trống rồi. Giờ tới phần lau nhà. Bên đây trống lỏng rồi nè ha. Bên đây chưa lau nha, còn hơi quằn. Chưa lau. Đó, kỹ dưới vậy đó hả? Tháo mồ hôi hết rồi. Dạ, bên kia xong chưa? Xong. Hồi coi vậy chứ cái công việc dọn dẹp này nó cũng quải lắm chú ơi. Bởi vậy chú bệnh chú đâu dẹp được phải rồi. Khó lắm chứ phải chuyện đơn giản đâu. Hai vợ chồng con mà làm mấy tiếng đồng hồ chú tính đi. Rồi chú làm, chú bệnh vậy mà chú làm sao mà nổi mà làm. Mấy tiếng lết qua làm lại chỗ khác. Lết rồi. Lết rồi qua đặng lau nhà hả? Ừ. Là lau xong nhà này chú lau bao lâu? Lâu rồi. Tiếng mấy hay tiếng hộ đâu hết. Rồi cô lau cái nhà tiếng mấy hay tiếng hả? Dạ bởi. Nó dùng dùng rồi giờ rồi cái lau rồi xong rồi giờ cứ đợi. Lết. Có vậy. Tại cũng có số người xem bình luận này kia nọ vấn đề nhà cửa của chú. Nhưng mà con thấy là thực tế là con với vợ con làm mà còn gì nè. Cả buổi trời mấy tiếng hồ hay chồng là chưa xong nữa nè. Mà chú vì sao mà làm nổi mà làm. Mà chú thì đi đứng khó khăn. Chú thì đương nhiên rồi, chú bệnh vậy thì ai cũng nhìn thấy rồi, đi còn không xong rồi. Mà chú nói chú lau cái nhà này là tiếng mấy hay tiếng. Thì thấy nó cực khổ cỡ nào rồi. Vợ này là lau kia phải không? Trời ơi chú vậy ra chứ gặp nếu mà con mà không may mà lọt rơi vào hoàn cảnh này như chú chưa chắc gì con gọn như của chú khi nãy nữa. Chú gán lượng đi bán số là dữ lắm mà con thấy. Dạ bởi vậy. Con nói mà nếu mà cỡ như chú đi bệnh vậy đó mà đi bán vé số vậy là hiếm có gặp dữ lắm luôn. Chú thấy người ta chú đi gì cái nhít về mà đi bán. Đang ghi dò, đang ngồi. Dạ. Đang phải đẹp lắm. Nhóc hết trơn ngày xã hội kìa. Có ai đâu đi bán như chú. Mà ta còn đi được luôn nghe, đi chậm được luôn á. Chú được. Còn chú mà không có chiếc xe này là chú hô luôn chứ đâu đi được. Mà chú vậy là đã có nói là phải nói quá tuyệt vời rồi, quá trời phấn đấu rồi còn gì nữa. Chê trách vào đâu được nữa. Còn cái vấn đề cái nhà này chú lau dọn tối ngày sao chú lau nổi. Cái nhà cái xào đó cái nào hết có bận đúng không? Đồ đó đó. Xếp vô hả? Đừng đem vô trong cho nó gọn bớt bụi, mình để trước này là xe nó chạy bụi dữ lắm, mỗi lần chú bận sẽ đừng. Được không? Con đem trống vô, con cho trống vô, con đem. Dạ, nó vừa trống mà vừa gọn nữa. Em vô phòng luôn, cái xào á. Ừ. Rồi chú mặc thì chú bước vô đây và bước cái tới rồi. Trước khi mà chú... Cho nó gọn, nó đẹp cái nhà chú nữa. Dạ. Dạ. Rồi nãy chú Nam nói gì, ai cho tiền gì? Khi nó cầm tiền cho mình nó rồi chú nói để chú bán thì chứ làm em khó khăn rồi. Chú lấy thì khi ta giận được không? Dạ. Nói cha mẹ thương chú thì chú lấy đi. Dạ. Chứ ở đây thấy quá càng thương chú chứ. Dạ. Câu bỏ chú luôn. Mà chú thì bán... bởi vậy con thấy cái chú có cái điểm đó rất là quý đó. Chú bán cho chiều rồi chú cẩn thận. Chú bán tới 1 giờ mấy 2 giờ chú về được rồi đừng bán chiều tối. Dạ. Lỡ mà xe đụng chú nữa là. Thôi chú bán nhiều đó được rồi. Gia đình người ta tự lo mà dạ. Thấy đau khổ. Ta cầm tiền phải cho mình. Chú bán tới giờ đó 150 là quý rồi. Đừng có bán nữa còn giữ gìn sức khỏe nghỉ ngơi chứ chú bán quá rồi sao mà chịu nổi. Viên lớn ta nói chú đừng bán cái chiều nữa. Dạ. Có thiếu đủ gì đó thì chú lên tiếng cái là cha mẹ dạ. Đưa đi nè, chú dạ. Được lo. Nhưng mà chú thì cũng không có thấy người ta cho hoài chú cũng ngại đúng không? Dạ, ngại lắm. Dạ. Chứ mình ta cũng làm khó khăn nữa. Dạ. Mình biết chứ gia đình còn lo gia đình nữa còn mình nữa. Thấy hoài, thấy ngại đó. Dạ đúng rồi. Chú gán bán mà vui vẻ. Dạ. Mà vui nữa. Thì chú có cái cách nghĩ đó là một cái cách sau cái cách sống tốt của chú. À. Nhưng mà cũng nhờ cái điểm đó mà người ta thương chú. chứ nhờ cái điểm đó ta thương chú đó. Chú đó. Biết phấn đấu vươn lên chứ không có muốn nhờ vả chờ sự giúp đỡ của mọi người suốt. Thấy con là công ty tới cái càng nó đến tới nữa. Dạ. Em lau đi để anh dẹp cho. Em cứ lau đi anh dẹp cho. Em lau cho hả? Việc này luôn á. Rồi giờ sao cho đây quý vị?
Và khi chú bước vô đây cái tới liền chỗ gần mình đó, gom gọn trong đồ lại bên đó rồi, để khi ở ngoài nhìn vô thì chỗ này nó cũng gọn, nó không có đồ đạc lung đây ha. Đây là chú dỡ ra dễ không chú Năm? À? Chú đậy lại về chú dỡ ra được không? Được không? Yeah. Bon rồi nè, dọn rồi cái nhìn thấy sướng mắt. Còn lâu, khúc trước này nó xong không? Rồi mới dỡ cái sào ra, cái có gác nữa hả? Rồi cái sào chú để đó rồi chú bưng ra bưng vô nó xa quá không? Đồ không sao? Đồ chú phơi trước không hả? Không có, thì nếu ấy thì đẩy cái sào đằng này đi, cái thùng đằng đây cho nó gọn. Cái thùng sát gốc này nè, gọn hơn. Dạ dạ. Vậy đó gọn hơn á, đẹp nó. Dạ. Không, cái thùng em nó để chỗ này là chỗ này chỗ nào có sao. Không, dột dột dột. Ừ. Ừ, chỗ này dột cũng có. Dột không leo leo nóc nhà anh đóng trên đó đó. Rồi vậy con đẩy sát sát vô đây ha. Thôi để như vậy đi, để như vậy được. Để vậy nó chặt cái nhà. Chỗ sát góc này nè. Để sao vậy, cuối cùng sao? Để về thấy chật quá. Không, để giữa nhà gì để sát gốc mà giữa nhà gì? Yêu cầu hết dịch là xuống chỉ thị từ 16 xuống chỉ thị 15 là bắt đầu làm được rồi đó. Thì chưa biết chú ơi, ngày mai mai có kết quả, mai test nè. Chú Thành mới lại thông báo đó. Mai sáng 8 giờ đi test nha chú. Mấy ông nhà nước trên này dịch thì ông cũng hao tốn biết bao nhiêu tiền của công sức nữa. Test bệnh viện 150 lần đó chứ ít đâu, mà mấy ông test miễn phí không mà còn kêu đi không đi nữa. Nhiều người kêu đi không đi luôn, rồi mấy ông phải chạy rau ông sùm kêu tới đi từ nhà kêu khổ thở gì đâu. Rồi bây giờ là tình hình cái bếp ga như thế này quý vị, cái sống chén nằm trong đó, số năm thống nhất để trong đây rồi, để trong đây thì nó gọn ha. Nó ở ngoài nhìn vô nó không có bị vướng mắt chỗ này, chứ để ngoài này nó lùm sập quá. Cái đó ở cái đây đang dùng khi mình đi đây cho nó gần. Cái bô đi tiểu hả? Ừ, cái bô đi tiểu. Nãy em rửa này còn gì nữa? Còn cái này hả? Rồi. Để anh rửa luôn. Còn vô đây nó hết rồi phải không? Tới trong đó hả? Rồi đó. Chú giờ là thấy cảm giác sao rồi chú? Mát mẻ bỏ mát. Tôi giúp chú được không nghe? Dạ, rồi đang nấu kìa. Cái bình này có để đâu? Để lại đến bàn. Đây hả? Để lại đến bàn. Đến bàn hả? Đến bàn. Vậy con có con nước vô đi. Vô tôm đi. Vô rồi, nãy giờ vô nước kia rồi. Nhắm chừng gì được không? Dạ. Nhắm chừng gì được không? Chú nấm chừng được, chú đổ nước kia được không? Rất nhiều. Chén gạo chén nước này sao đủ nước? Cái thằng dở thì đổ lên đó cái thằng. Cái nồi lao lắm, lao lắm, chú phải lao cái nồi này con lấy rửa á. Không thôi để vô cái nồi điện nó bị chạm bị hư á. Giật á. Chúng mình xét. Bên này đã dưới hả chú? Ờ, để dưới luôn. Lọt không? Ồ, vừa lọt luôn. Nó lô, chú sợ không như mai. Mà không dư hả? Mà mấy bữa trước rồi. Cái gạo mà thua cũng chết liền không mà. Chỉ bữa trước bữa sau chết luôn mà. Không phải, ông có chết sớm rồi, chú hai cho ở có chợ. Đồ con bệnh đâu mà, ông không có tiền, không gán mà. Thì không có ai hay đâu, nhờ chị Lon có lợi chứ. Nhờ Lon em Dũng á. Kêu con đó, con mới biết đó chứ không con đâu biết. Tại bữa hổm con có lại cho gạo cho chú dư rồi mà. À. Đâu có chung kiếm không khó lắm. Không có gian này nè. Thấy hay thấy nó lâu lâu dữ vô. Nó trời khổ nhất kìa mà đang dữ không. Nó trời ơi hai chồng nó sức nó rồi đi gì đi tâm nó thích mất tiêu. Rồi qua khoảng mấy giờ đồng hồ hai vợ chồng. Mà phần lớn là con vợ mình. Mấy tiếng hồ. Mình không có nhiêu. Mà được như thế hả vậy? Cũng tương đối gọn ha, tương đối thôi. Tương đối gọn sạch. Lau nhà thì sạch chắc ăn rồi đó. Còn cái gọn gàng thì được bao nhiêu đây ha. Đó. Giờ mình đi vô trong luôn nha. Mấy cái đồ dây chai mà chú để
trước cửa đó là mình bưng vô đó rồi đó. Mấy cái đống đồ tùm lum nó gom lại cục bên đó rồi đó. Còn bên đây là cái sào đồ, che lại về cho nó bị bụi. Chúng bước ngoài vô cái là tới rồi. Cũng nè, đây nè. Bước ra đây cái tới không. Cho nên cũng xa. Mà gọn sạch. Rồi chưa? Mình dừng còn về nấu cơm ăn đấy em. Ăn chưa hết nữa đây hả? Dạ. Dạ. Bởi vậy con kêu chú đưa con đem gì đắng vợ con làm mới ngon chứ còn chú để cho chú ăn đúng không? Dạ, con làm keo đó với kiểu đó, chọn vô đó, chọn vô. Vậy là chú còn thích cái món đó nữa không? Chọn kiểu để đi. Chú kiểu thì không có đâu mà cái này nè. Cái đó để hoài ngon lành chứ. Hoài ngon lành không vậy mốt mua nữa ha. À. Còn cũng phải cái đó nữa. Cái đó còn lắm, cái đó mà con để vô kiểu cái bút tự vô nữa. Dạ. Con cũng mê cái đó đó mà con cũng Tết Tết cũng để không có nhà không có bút tự trộn vô. Dạ. Không kiểu thì cái em có đâu dễ gì. Sao bữa đó hên gì lắm nó con có được cái đó là con mua liền luôn. Con thấy có cái đó cái con mua liền luôn á. Phải lúc này dịch. Vì dịch nè nó khó khăn. Rồi con mua dưa leo. À. Cái thấy dưa cải hốt liền. Mừng quá sao mừng. Ủa còn lo lại cái đó hả? Nó khô lên nữa hả? Để khô cái này cháu giấu giò anh đi tới đi luôn. Được rồi, để nó khô. Vậy là sạch bon bót rồi còn. Quá ngon rồi. Còn hết hạn chưa? Hết hạn bỏ đi. Chú ơi, hỏi chú thì cái hạt nêm, cái hạt nêm này có lâu cái, chưa chú? Cái bột ngọt này nó ngã màu vàng rồi. Bột ngọt với hạt nêm này nó ngã vàng quá bỏ hen. Bỏ trong keo không? Trong cái keo á, keo nắp vàng á. Ừ, lâu rồi. Lâu rồi, lâu bỏ đi. Nó bị ăn bệnh tươi à. Luôn rồi. Bỏ đi, bỏ đi ăn bệnh chết. Bỏ đi chú ơi, còn bơ tiêu này lâu chưa? Lâu rồi đó. Lâu rồi bỏ. Đóng dây chai phế liệu này quý vị. Giờ gọi ha. Đó, tổng quan. Thấy mát con mắt hơn rồi đó. Cái máy quạt là của nó cũng sạch nên là chứ quạt cho chú tốt, tiện hơi nó ba cái bụi đó quạt vô hít vô bệnh đó. Có để chú nào có cái ông không mới quạt qua ngang cái chút chưa cái bạn chú qua thì về để quay luôn mình. Làm gì nữa chú? À quay qua lại hả? Để cục. Dạ, mà con thấy chú nằm con chỗ quay làm chi? Chú chỗ một đi. Như lại không có có nghĩa là bằng ngày chú để cái quạt sao lắm sao có bằng đêm nè, bằng đêm mà chú để cái quạt ngay cái đầu nằm chú quạt không có tốt. Dạ. Cho nên là có thể là chú dân mùng ngủ đi. Bỏ không? Bỏ con. Rồi ấy thì mai mốt chú dân mùng đi. Rồi bắt đầu chú để cái quạt quạt ở ngoài mùng quạt vô cho nó đỡ gió chứ chú để ngay cái đầu nguy hiểm lắm, cái quạt mà nằm ngay cái đầu nằm nguy hiểm lắm. À. Thà là chú để ngang hông rồi nó quay tới quay lui mà cái quạt chú nó không có quay tới quay lui á. À. Thì chú văng cái mùng rồi chú để chú quạt vô thì cái mức độ gió nó vừa phải. Nó tốt cho sức khỏe chứ để thôi chú quạt chú mà ngủ không có cái mùng thì chú buộc phải quạt không quạt mũi cắn. À. Mà hả chú quạt nó nằm một chỗ như thế này nó quạt ngay cái đầu không tốt, quạt cái đầu nguy hiểm lắm. Dạ, rồi mốt chú ngủ văn mùng đi. À. Rồi chú quạt cái quạt ngoài vô thì nó dướng cái mùng nó cản bớt rồi. À, dạ. Dạ, dạ. Chứ với lại không chú không có văn mùng á. Nếu mà trường hợp không có mũi đi thì cái quạt là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là lỡ có côn trùng con này con kia đó, nó bò nó gớt vô mình cái nguy hiểm lắm. Mấy con không hay á. Cho nên là văn mùng ngủ là tốt. À là mình cái phòng lạnh nó kín á thì nó chứng đỡ. Thì đó. Nó đốn hoài không có đốn được đâu. Đi làm công tác xã hội thì làm được mà cây trứng cá để hoài cái nó quên hoài. Không nhớ. Mượn cây cưa rồi đó mà cũng quên hoài. À, mấy bữa rồi đó, cố tình mặc cái bộ đồ cho nó cũ đang leo đúng cây trứng cá mà có cục cũng quên. Về lấy cá lát về mình nấu cơm mình chiên luôn đem lại chú vậy. Về mình về nhà mẹ nấu cho mình ăn rồi đó. Thì mình chiên cá luôn. Đây đó đó đây rồi con chú vô hút cho. Dạ. Hấp vô luôn chứ thôi chạy nước lâm chui. Để kiếm cái em coi cây sống chén nó bị chặt không? Chắc vô đó hết cây chặt không? Được. Được không? Rồi cái đó nữa là như xong rồi đó chú ơi. Hấp ừ, cái đó vô nó là xong rồi đó. Vậy đặng để vợ con chiên con cá rồi đem cho chú ăn cơm. Dạ. Không có vợ con mình con thu luôn. Không vậy. Rồi, chào chú nghe, con về chú Năm. Thì lấy chiên cá đem ra cho chú. Để còn rửa cái này sắp về nữa là xong rồi. Sạch sẽ rồi đó. Hút đồng khác kiểu gì. Cho con để ké thôi, đóng gác cái cô. Rồi sau khi rửa xong cái này cái
Tính cùng bà xã mình xin phép kính chào toàn thể mọi người luôn nha. Đi về để làm cái đồ ăn của gì ơi. Chiên cá rồi mà cho tôi năm ăn cơm luôn. Chính chưa? Chưa. Mình cũng đói rồi. Ngon không? Chú Năm ơi. Ừ. Có cá rồi đó chú. Ủa chú làm gì vậy? Cá gì? Hả này vợ con nói cá gì qua này? Cơm chín rồi quá chú. Chín nãy rồi. Chín nè. Mềm cơm nè, con nấu mềm cơm cho chú nè. Chín này rút điện ra ha. Nóng này chú nói không nóng gì. Dạ, đang còn chế độ hâm còn nóng nè. Nóng nóng. Mới. Chú lấy chén hay vậy? Rồi đi con lấy chén. Thôi vậy sẵn lấy cái thôi đi ăn đi rồi con lấy cái dĩa gì luôn. Không cầm xét. Rồi khóa cửa sao lại rồi đó hả? Tranh thủ khóa sớm hả? Dạ. Chú ăn hết không? Không mất không? Không hết hả? Ngon chén đó. Thế gầy được lên được mấy bữa ăn hết trên này yếu. Bữa này yếu hả? Coi ăn bữa cơm chén hay chén. À. Dạ. Dở lắm. Rồi chú Năm ăn đi nha con về nha. Cảm ơn. Dạ. Đức Tính cũng xin kính chào toàn thể mọi người luôn nha. Hai vợ chồng mình hôm nay chính thời gian buổi chiều lại dọn nhà cho chú Năm cái gì. Dọn dẹp cũng tạm ổn rồi. Chung là cũng tương đối sạch sẽ, gọn gàng hơn. Ngày chú cho chú đảm bảo vệ sinh tốt thì nó sẽ có sức khỏe nhiều hơn quý vị. Rồi cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như là cảm ơn quý vị đã dành tình thương cho chú Năm cũng như là nhiều hoàn cảnh khác trên xã hội còn kém may mắn hơn chúng ta. Trân trọng kính chào toàn thể mọi người. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.